Đây là hiện trường vụ cắt trộm dây điện trên tuyến lộ 963 thuộc ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Rồng Riềng. Theo người dân tại địa phương, chỉ qua một đêm, kẻ gian đã cắt hàng chục mét dây điện dùng để thắp sáng, gây bất tiện cho mọi người đi đường vào ban đêm. Lực lượng công an đã vào cuộc khẩn trương thẩm tra xác minh, thu thập chứng cứ và mở rộng diện điều tra, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án. Xác định đây là băng nhóm tội phạm có biểu hiện là hoạt động là liên huyện, liên tỉnh. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự kết hợp với địa phương để trong thời gian sớm nhất điều tra khám phá để bắt được tội phạm này, để làm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Địa bàn xảy ra chủ yếu là các cái xã, thì bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 1/9/2023, lực lượng công an huyện đã phục kích bắt quả tang 3 đối tượng gây ra cái trộm cắp dây điện. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận bản thân không có nghề nghiệp và thường xuyên tụ tập đêm khuya để sử dụng ma túy. Khi không có tiền tiêu xài thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó, cả nhóm bàn bạc lợi dụng những đoạn đường vắng nhà dân vào đêm khuya ít người qua lại rồi cùng nhau thực hiện hành vi cắt dây điện. Trước khi đi trộm, các đối tượng còn trang bị công cụ để gây án và hung khí, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Với thủ đoạn nêu trên, nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt hàng chục vụ trộm cắp dây điện ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện Rồng Riềng. Số dây điện trộm được, nhóm đối tượng này mang về đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài. Ở các cái ấp và các cái xã phải tăng cường cái công tác tuần tra. Thứ hai nữa là về phía người dân cũng thường xuyên để bảo quản cái tài sản. Khi có phát hiện các cái vụ việc thì kịp thời báo cho lực lượng chức năng để kịp thời truy nóng để bắt được đối tượng, không để đối tượng nó hoạt động lộng hành trong cái thời gian dài như thế. Về phía lực lượng công an thì phải tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý các cái địa bàn và đối tượng, đặc biệt là các địa bàn vắng dân cư, có khả năng là các đối tượng nó thường xuyên nó theo dõi để nó trộm cắp tài sản. Có thể nói, tình trạng trộm cắp cáp điện chiếu sáng đã diễn ra tại nhiều địa phương với tính chất, mức độ vi phạm khác nhau. Song có một điểm chung và cũng là sơ hở của cơ quan chủ quản khiến các đối tượng thường lợi dụng vào đó để thực hiện hành vi phạm tội. Đó là hầu hết các tuyến cáp đều có các chặng đi qua những khu vực trống vắng, dân cư thưa thớt. Một số đi qua các địa điểm hiểm trở như đồi núi khiến việc tiếp cận, bảo vệ không được liên tục. Nắm được điểm yếu này, các đối tượng thường thực hiện hành vi trộm cắp cáp điện một cách chót lọt trước khi bị lực lượng chức năng, người dân phát hiện. Cái về phần an toàn của cái chiếu sáng điện, đèn điện tối để cho bà con đi lại thì nó rất là nguy hiểm, mất điện rất nguy hiểm. Còn về phần thiệt hại công trình thì nó cũng gây ra một cái số tiền cũng tương đối, về là rất là mất nhiều công. Đơn cử như đường dây trung tuyến tại các trạm biến áp vô cùng quan trọng. Nó được chế tạo có cách điện là thấp nhất. Nếu thiếu đường dây này thì sự đe dọa cháy nổ đối với các trạm biến áp cũng như thiết bị điện của cơ quan, nhà dân trong phạm vi cấp điện là rất cao. Thế nhưng đối tượng Đỗ Thế Hiệp đã dùng kìm cộng lực, kìm cắt dây điện, bút thử điện, găng tay, dao dọc giấy, quần áo thợ điện, dây đai để đi trộm cắp cáp điện. Lợi dụng khoảng thời gian buổi trưa hoặc chiều tối, ít người qua lại, Hiệp sử dụng trang phục của công nhân điện lực nhằm tránh sự nghi ngờ của người khác đi đến các trạm biến áp trên địa bàn, tìm để cắt cáp điện trung tính. Với thủ đoạn này, Hiệp đã thực hiện chót lọt 10 vụ trộm cắp dây cáp điện thành công trong một tháng. Đi làm thuê cho người ta thì em đi đúc móng cột điện thuê cho người ta. Thì trong cái giờ làm thuê thì hết giờ làm về thì em đi làm về thì trên cái đường đi thì nó đường về có những cái trạm điện thì nó em cắt cái dây trung tính, tất nhiên là cái dây nó không có điện. Đối tượng giả danh là những người trong ngành điện, mặc quần áo ngành điện đã để trèo lên các cái trạm biến áp đấy thực hiện hành vi trộm cắp nhằm che giấu cái thủ đoạn của mình. Theo lời khai của đối tượng,
Giá mỗi kg lõi đồng trộm được bán cho các vựa phế liệu cao nhất là 150.000 đồng, thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của dây cắp điện và dây tiếp đất. Ngoài ra, để khôi phục hệ thống chiếu sáng tại các khu vực bị cắt dây cắp điện, cơ quan chức năng phải mất nhiều tiền của, thời gian, công sức, chưa kể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự tại các tuyến đường vắng về đêm. Gây ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông khi mà vướng vào dây điện cho các tượng cắt để lại, đặc biệt là gây nguy hiểm tính mạng của người dân khi va chạm vào các cái mối dây điện mà tượng cắt để lại, thế là dẫn đến chết người. Thì qua đây cũng khuyến cáo người dân là thứ nhất là khi phát hiện các đối tượng nghi vấn trộm cắp dây điện như dây tiếp đất, kịp thời thông báo cơ quan công an gần nhất để có biện pháp giải quyết. Hai là không tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp, đặc biệt là các đối tượng nghi vấn mà bán dây điện do trộm cắp có. Các vụ mất cắp cắp điện chiếu sáng không chỉ gây thiệt hại cho đơn vị quản lý mà còn ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Những tên trộm cắp cắp điện không chỉ coi thường pháp luật, kẻ gian coi thường mạng sống của chính mình và những người xung quanh. Hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đã không những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn giảm hiệu quả chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp viễn thông, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Người dân cần tuân thủ pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, phát hiện các hành vi trộm cắp, phá hoại đường dây cáp viễn thông, cáp điện, góp phần cùng lực lượng công an và ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự và thông tin liên lạc được thông suốt, an toàn.